Xin chào anh em, mình giới thiệu anh em một cái bình tích áp con này của nội địa Nhật. Bình này nó của hãng Yamada của Nhật, Martin Japan nằm trên này. Mã của nó là TC99S, là tương đương phí của nó là khoảng tầm là 9,9 kg. Đó, cái đây mình 9,9 kg, mình chỉnh được khoảng 10 kg. Hiện trạng bây giờ trên đồng hồ đang còn áp 6 kg. Cái này tình trạng này, cái con này nó có xoay 360 độ. Đó, anh em xài dây, anh em cóc phương tiện, không có sợ cóc. Vậy nên giản, ví dụ như bình bơm hơi anh em xài thì anh em có việc gắn từ bình bơm hơi gắn vào đây thì anh em có việc xài công việc thường hơn. Ở dưới đây nó có một cái đế, ở đây nó có một cái chỗ để mình xả nước nè. Anh em gắn xả nước dưới đáy này, nó có nút rồi. Cái này nó bằng thao đồng hồ này, cũng là đồng hồ rất là tiện, đồng hồ này có nó cũng xả áp trên bánh xe. Ở đây thì mình gắn vào cái giò xe ô tô hoặc xe Honda thì mình gắn vào, kẹp vào thì nó kiểm tra. Nó sẽ cho mình kiểm tra lên ký, bây giờ mình đang 6 kg nè, còn lại 5 kg. Còn mình muốn tích áp lên tiếp tục á thì mình sẽ ở đây á, cái cần này mình gắn xéo tí xíu như thế này nè, anh em sẽ thấy rất là dễ sử dụng hơn. Tại vì anh em gắn dưới này lên thì cái đó gắn không được, còn anh em gắn bên hông thì tiện, chứ không phải gắn xéo. Áp đang lên. Áp nó lên thì là 10 kg, là bình trước gần 10 kg. Anh em xài, anh em có quyền lắc kê cái áp của nó là như thế này, chỗ này khóa áp. Bình rất là tiện. Anh em coi cái bình inox mà nó sẽ là như thế này, rõ không nghe tiếng đâu, nó rất là dày. Tích áp mình đi rất là tiện, nhiều khi mình cần thiết mình bơm trên xe ô tô. Rồi thì mình gắn ra, mình tháo bỏ lên trên xe, sơ cua mình giá vẫn được, vấn đề gì cũng xài sử dụng được. Còn anh em có những cái DC mà 12V thì anh em có bơm thì thôi, còn anh em không có thì anh em đối đế anh em dùng trường hợp này. Còn không là anh em giờ một cái bình để nhà mình sử dụng cho nó xoay 360 độ, nó không cóc dây cũng được. Ở đây nó sẽ cái dây này cũng hay nè, cái chỗ này nó cũng không cóc nè, bên trên nó cũng không cóc luôn, trên này nó cũng không cóc luôn, ở trên này cũng không cóc. Đồng hồ này khi nào mình gắn vô chỗ xe mình á, anh em vào gắn vào nó sẽ tích mới tích áp lên nha. Tại vì không có áp thì đồng hồ nó không lên, gắn áp lên thì đồng hồ nó mới lên được. Anh em cứ mình đã test rồi. Ở đây là cái lúc bê một chiều, anh em cứ về anh em xài thì bơm vào thì nó giữa là đây thành một lúc bê một chiều thôi, nó chưa tích áp trong à, mình sử dụng. Thì mình quay sơ cho anh em xem cái bình tích áp này. Đây, cái tay nắm như thế này, cái bình với cái dòi luôn, cái súng luôn thì nó nặng khoảng tầm 4,5 kg inox, nó khá là dày. Anh em xem đó, đồng hồ đó. Rồi, xin chào anh em nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ mình. Một cái bình bơm hơi tích áp của Yamada của nội địa Nhật, có cái súng bơm hơi luôn, có súng bơm hơi đồng kiểm tra áp, thì anh em có nhu cầu liên hệ mình. Xin chào anh em.